còn câu 4 đúng không? Rồi, còn câu 4 ấy. Phải ghê chứ. Chào mừng mọi người quay trở lại với sự bán của Orion và game show Truy Tìm Chuột Chít. Chào mừng các bạn tới với nhà máy Orion và game Truy Tìm Chuột Chít. Ở mỗi game sẽ có 3 chiếc bánh cùng 3 người bảo vệ là anh Orion, mèo và người dưới keo dính chuột, gọi chung là phe bánh. Ở mỗi đêm, phe chuột gần 3 chú chuột sẽ tìm và cắn một người chơi. Nếu như chuột cắn hết 3 chiếc bánh hoặc 3 người bảo vệ thì coi như phe bánh thua. Ngược lại, nếu như phe bánh tìm và nhốt hết được 3 thành viên phe chuột thì phe bánh sẽ chiến thắng. Phe chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng từ Orion. Trước khi game bắt đầu, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh Orion để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sắp tới nha. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Hôm nay chúng ta có thêm một vị khách mời mới. Nên mời mọi người giới thiệu lại từ đầu, mỗi người 30 giây nha. Bắt đầu từ anh Nghĩa. Mình anh Nghĩa chắc chắn sẽ mình là NPC và mình tự tin rằng là mình là đứa chơi giỏi nhất game này trong phòng này. Chị sẽ được mở mắt từ ngày đầu tiên. Rồi. Xin chào mọi người, mình là Thanh Yoko Bay. Và hy vọng là mọi người đừng có tương thuộc với em nữa. Chỉ hy vọng nhiều hơn. Chào mọi người, mình là Jenny, mình là Thằng Thằng Máy Chút. Thằng Máy Chút. Ok. Xin chào mọi người, mình là Bunga. Nếu như em có chức năng gì, em sẽ giết anh Trung Nghĩa đầu tiên. Liệu em có giết được anh không? Hay là em giết em trước? Chào mừng các bạn quay lại sự bán của Orion và game show Truy Tìm Chuột Chít. Và như các bạn biết là đội mèo, ấy đội chuột và đội bắn của Orion đang hòa nhau sau 2 đêm. Và đêm nay sẽ đến quyết định ai sẽ được phần thưởng này của Orion. Và đêm chơi bắt đầu, mọi người đi ngủ đi. Chuột ơi, dậy đi. Đêm nay chuột muốn cắn cái bánh nào nè. Rồi, ok. Chuột, đi ngủ đi chuột. Kêu dính chuột đây, dậy đi. Đêm nay kêu dính chuột muốn dính với ai nè. Ok. Kêu dính chuột đi ngủ đi. Mèo ơi, mèo dậy đi, không phải con mèo đen. Mèo muốn soi ai? Ok. Ok. Mèo ơi, mèo đi ngủ đi mèo. Phá từ con mèo. Anh Orion ơi. Rồi, có một người bị cắn. Anh muốn cứu không? Rồi, ok, không cứu. Vậy thì anh không giết ai nè. Không giết luôn. Ok, mình không biết chơi rồi đó. Anh đi ngủ đi anh. Cảm ơn sự hợp tác của anh. Rồi, mọi người ơi, dậy đi. Đêm qua không có bạn nào bị ăn bụng cả. Và cả là dữ vậy. Ủa? Cũng sẽ biết được. Sẽ biết được nên thôi, khoan từ từ.
Nhưng mà Orion sẽ filter được người nào đang chết tim rồi rồi, nên là kết hợp với bạn mèo á, nên là mọi người anh đừng phá game nữa là mọi người không 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 rồi theo như nghĩ là sẽ có mọi người tư thù thù hành thì từ bé trước đó thì bây giờ chị nha mọi người không phải không phải để chị ấy nè cho cô tay lại nè chó tay lại cho đi nấu đi hai ba chị một hai ba ba hiểu đó nhé ai vậy bạn hiểu không ạ? Bốn bạn hiểu thì nhau thôi. Bốn bạn còn chưa có đó, còn bốn bạn. Không em chưa chọn. Chậm. Rồi chị Chu Lê có 30 giây để biện minh về lý do tại sao họ không nên nhốt như vậy. Nói chung là từ hai bạn đầu tới giờ vẫn chưa mở mắt được. Cho nên là giết cũng vậy thôi, giết cổ cũng nhốt vậy thôi. Nghe cũng giật mạnh. Rồi, bây giờ mọi người quyết định sao? Hãy nhốt 1, 2, 3, bấm. Rồi, sau đó thì chú Lì được thả về lại nhà máy để quay tiếp một đêm. Rồi, chỗ đấy. Đến thứ hai rồi, để cắn cái chỉ mạng nè. Rồi, ok. Chuột đi ngủ. Rồi, gheo lính chuột ơi. Đây, đến hai đây này nè. Ok, rồi. Kéo xuống chuột. Đi ngủ. Mèo ơi. Dậy đi mèo. Không phải mèo đẹp. Ok. Mèo xong. Mèo đi ngủ. Anh Orion ơi. Dạ đi anh Orion. Đêm nay một cái bánh bị ăn bụng. Không biết là anh Orion muốn cứu hay là muốn đi tìm chuột để giết. Rồi, ok. Anh Orion đi ngủ đi anh. Rồi, mọi người dậy. Máu hả? Rồi ơi. Đây rồi. Tới cuối cùng cái này. Ngồi đi mọi người. Cãi nhau sáng rồi trên mặt. Ngủ. Ngủ hết nha. Vô đây. Dạ cái nào.